Thưa quý vị và các bạn, Minh Hải miền Đông tiếp tục trở lại để gửi tới các bạn với một câu chuyện đau buồn đã xảy ra trong gia đình. Và tôi mong rằng đây là một câu chuyện để quý vị các bạn lắng nghe cùng chia sẻ. Trước khi vào câu chuyện này, tôi không quên gửi lời chúc tới quý vị và các bạn trong và ngoài nước luôn luôn bình an, khỏe mạnh và may mắn trong cuộc sống. Giờ đây tôi kính mời quý vị các bạn hãy lắng nghe, theo dõi chi tiết về câu chuyện này. Mẹ chồng tôi nghe xong thì ngất xỉu ngay tại chỗ. Khi bà tỉnh táo lại, cả nhà lập tức tìm đến em dâu bắt cô ta trả lại mảnh đất rồi đuổi ra khỏi nhà. Nhà chồng tôi có hai anh em trai. Tôi là dâu cả, hiện đang sống chung với mẹ chồng. Em trai chồng ở chung được vài tháng, sau đó cùng vợ chuyển ra ngoài ở riêng. Tôi không xinh đẹp cũng chẳng giàu có và khéo miệng bằng em dâu, nên mẹ chồng không ưa ngay từ đầu. Rồi cuộc sống chung cũng nhiều va chạm, mâu thuẫn, khiến tôi càng không được là bà. Có thể dùng một câu để miêu tả cách mẹ chồng đối xử với hai nàng dâu, đó là bà coi tôi như là ô xin, còn em dâu chẳng khác gì khách quý. Tôi ở chung, chăm sóc lo lắng cho bà mỗi ngày, bỏ tiền chi tiêu sinh hoạt thì bà chẳng bao giờ nhớ đến. Còn em dâu về thăm biếu bà được một chút quà đã khiến bà vui mừng, khen ngợi không dứt lời. Nghĩ mà chán nản. Tôi cũng muốn ra ở riêng lắm, nhưng bây giờ chỉ còn mình mẹ chồng. Nhà tôi lại là con trưởng, kế hoạch đó thật khó mà thực hiện. Hơn nữa, chồng tôi cũng giữ quan điểm con trưởng phải chăm lo cho bố mẹ, ấm ức lắm. Nhưng ngoài chuyện đó ra thì anh là một người chồng tốt, yêu thương vợ con, có trách nhiệm với gia đình. Do đó tôi lại đành cắn răng chịu đựng. Cách đây ít lâu là thôi nôi con trai đầu lòng của nhà em trai chồng. Trong đám tiệc ấy, mẹ chồng đột ngột đứng ra tuyên bố tặng cho đứa bé mảnh đất trị giá 4 tỷ đồng, khiến tất cả kinh ngạc. Chồng tôi cũng không biết điều đó. Hiện tại vợ chồng tôi và bà sống ở căn nhà cũ của bố mẹ chồng từ trước, không đáng là mấy tiền. Nghe kể ra mới biết bà có số tiền tiết kiệm lớn trong ngân hàng, lần này rút hết ra mua đất tặng cho cháu trai. Thấy vẻ mặt bất ngờ của vợ chồng tôi, mẹ chồng mới cười bảo tại chúng tôi không để được con trai. Tài sản của bà phải để cho dòng giống nhà mình, chứ không thể để cho các cháu gái rồi chúng nó mang về nhà chồng được. Bà đã nói như vậy, tôi cũng cạn lời, vì đúng là tôi có hai đứa con gái. Về lý do mẹ chồng không cho con trai thứ mà lại sang tên cho cháu mảnh đất, cái này cũng có phần ý kiến từ em dâu. Em dâu sợ sang tên cho chồng mình, nhỡ sau này anh ta ngoại tình có người khác thì con trai không được gì. Nếu sang tên cho cả hai vợ chồng thì mẹ chồng lại lo họ ly hôn, tài sản phải chia đôi. Con dâu nghiễm nhiên được một nửa mang đi lấy chồng mới. Vậy là phương án sang tên cho cháu hợp lý nhất. Dù vợ chồng em trai chồng có ra sao thì tài sản vẫn thuộc về cháu bà, không mất đi đâu được. Đêm hôm ấy về nhà, tôi ấm ức mới đòi chồng ra ở riêng, còn để mẹ chồng đến sống với con trai thứ. Anh im lặng, có vẻ cũng rất buồn và tổn thương vì hành động của mẹ. Chúng tôi còn chưa quyết định được điều đó thì ngay sáng hôm sau, em trai chồng đã lao đến với vẻ mặt căm thù, bất hận, như thể muốn giết người. Để rồi nghe cậu ta thông báo một tin động trời mà tất cả sững sờ không thể tin nổi. Cậu ta kể, tối qua về nhà, em dâu tưởng chồng đã ngủ say nên thoải mái gọi điện thoại, tình cờ nghe được nội dung cuộc trò chuyện ấy. Cậu ta mới cay đắng biết đứa trẻ ấy không phải là con của mình. Em dâu cặp kè với một người đàn ông khác dẫn đến mang thai. Sau khi lấy được mảnh đất của mẹ chồng, có
còn đang lên kế hoạch ly hôn để đoàn tụ với gã đàn ông kia cho con có bố. Mẹ chồng tôi nghe xong thì ngất xỉu ngay tại chỗ. Khi bà tỉnh táo lại, cả nhà lập tức tìm đến em dâu, bắt cô ta trả lại mảnh đất rồi đuổi ra khỏi nhà. Nhưng cô ta cười ha hả tuyên bố rằng quà đã trao đi không có chuyện trả lại. Đất đã đứng tên đứa trẻ thì nó là của con cô ta, không bao giờ đồng ý trao lại. Nhà tôi có làm được gì thì cứ làm. Mẹ chồng tôi trong có mấy ngày mà gầy rộc đi và quá cay đắng. Bây giờ nhà tôi phải làm sao đây để có thể đòi lại được mảnh đất đó? Vâng, thưa quý vị và các bạn, đúng là một câu chuyện đầy oái âm và chua xót đối với một gia đình như thế này. Các bạn cũng nghe kỹ và hiểu đó. Rút cuộc cũng trọng nam khinh nữ. Người con trưởng thì bà đang ở chung với vợ chồng anh ta, nhưng người con trưởng chỉ sinh được hai bé gái. Còn người con thứ thì ở riêng, nhưng con dâu thứ rất là khôn ngoan, và nói cùng hơn rất là xảo quyệt. Cô ta đã sinh cho bà một cháu trai. Và rồi bà quyết định sẽ dùng 4 tỷ đồng tiền tiết kiệm của mình để cho cháu trai, tức là đức tôn của mình. Không ngờ mọi chuyện đã xảy ra bất ngờ và cay đắng. Người cháu trai đó không phải là cháu ruột của bà, mà con của một người đàn ông khác. Không có gì cay đắng hơn khi bà đã trao 4 tỷ đồng rồi thì con trai mình mới nghe được lời vợ nói. Đứa bé hiện tại đang sống không phải là con của anh ta. Anh ta chạy về nói với mẹ thì mẹ chồng ngất xỉu ngay tại chỗ. Và tất cả nhà chồng lúc đó quay lại để chạy qua bên nhà để đòi lại số tiền 4 tỷ đồng, tức là cái mảnh đất trị giá đó các bạn, để đuổi cô con dâu đó ra khỏi nhà. Nhưng đều trớ trêu thay, miếng đất đó đã đứng tên cháu trai của bà hiện tại. Đó, đã sang tên, nên cô ta không bao giờ cô ta trả lại. Và cô ta tuyên bố rằng đó, nhà chồng bên này muốn làm gì thì làm, cứ làm đi. Cô ta không có sợ, tại vì đã cho rồi, cô ta không có trả lại nữa. Đó, và bà mẹ chồng là mấy ngày này coi như là không ăn không uống gì, người thì gầy rộc đi, quá cay đắng. Và bây giờ bên nhà chồng không biết phải làm sao để nó đòi lại được mảnh đất này. Thì tôi cũng mong rằng cô chú anh chị lắng nghe, bình luận và chia sẻ về câu chuyện này. Tôi rất chân thành cảm ơn. Đến đây tôi xin chào và hẹn gặp lại.